Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại gửi đến cho các bác rất là nhiều sản phẩm rất độc lạ và rất là hiếm có trên thị trường. Có những sản phẩm hầu như không có trên thị trường luôn. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con Tappe dòng thương hiệu của Mazang các bác nhé. Con này thì cực kỳ nổi tiếng. Dòng DS 565 các bác nhé. DS 565, con này thiết kế hai cửa băng, auto vớt tự động cả hai cửa luôn. Và con này cho chất lượng âm thanh phải nói là cực kỳ là đỉnh, thu phát thì cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể nằm rề. Đấy. Ở đây thì nó có một ngõ tín hiệu vào, một ngõ tín hiệu ra. Cái sắt đặc trưng này quả là nó là cái sắt mạ nên là nó sẽ xỉn theo năm tháng. Nhưng mà nó hầu như không có ảnh hưởng gì các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì nói về mên máy, giải độ, giải mã của nó thì nó là chấm hết rồi. Rất là đỉnh luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Cái đặc trưng là cái lớp mạ của thằng Mazang này thì nó lại là cái nét đặc trưng của nó luôn các bác nhé. Đấy, dòng Mazang. Con này thì phải nói là nghe hay, trưng bày rất là đẹp luôn. Đồ Mazang thì luôn luôn là đồ đẳng cấp rồi. Đấy, đây này. Con này thu phát thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thu phát thì cực kỳ là tốt các bác nhé. Các bác chơi con này thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đấy, ở đây nó sở hữu hai nháy tia rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hai nháy tia cực kỳ là đẹp này. Đấy, auto vớt hai cửa này. Đấy. Tua đi tua lại thì nó là quá đỉnh rồi. Cơ con này thì nói là cực kỳ khỏe. Đấy, cơ con này rất là khỏe luôn các bác nhé. Đấy, cơ mà nói là cực kỳ khỏe luôn, chạy cực kỳ ngọt ngào này. Auto vớt hai cửa nhé, hai cửa đều ngọt ngào hết. Các bác yên tâm, riêng những con này thì nó là tuyệt vời rồi. Đấy các bác nhé, tua này, cơ con này thì phải nói là cực đi kinh đỉnh này, tôi đi tua lại. Đấy các bác nhìn nhé, với thiết kế cực kỳ đẹp, rất là sang chảnh luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn, với lại một con Tappe dòng Mazang cực kỳ nổi tiếng, dòng SD 565, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 1.800.000 đồng nhé. 1.800.000 đồng cho một con Mazang cực kỳ đỉnh như này. Đấy, những con này chơi thì nó là tuyệt vời rồi. Đấy. Bác chơi những con này thì nó cũng là đỉnh của đỉnh rồi. Dòng Mazang cơ nó thì bền bí mãn luôn. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác một đôi chiếc kèn của Yamaha. Thì hôm nay ở trong lô về thì em về được đôi chiếc kèn rất là chất lượng luôn, để cho các bác nào thích sự khò khè. Đấy, dòng kèn trông như một cái còi ô tô luôn các bác nhé. Đấy, trông như một cái còi ô tô, dòng kèn của Yamaha. Đấy, con này là trực kháng 8 ohm. Đấy, các bác về các bác chơi. Điên con này thì em bao zin luôn. Kèn này em bao zin luôn cho các bác nhé. Chưa có động chạm hay cuốn lại gì. Hầu như là chưa sử dụng luôn. Đấy. Họng nó bằng nhôm các bác nhé. Họng của nó bằng nhôm. Đấy. Họng bằng nhôm. Các bác nào thích sự khò khè nào, các bác chơi những con này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đặc trưng của Yamaha. Và em Tuyến cũng báo giá luôn. Hôm nay với đôi chiếc kèn em Tuyến xả giá cho các bác với mức giá là chỉ có 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng nhé các bác nhé. Kèn họng nhôm luôn nhé các bác nhé. Rất là đẹp và rất là chất. Với mức giá chỉ có hơn 1.000.000 đồng là các bác sở hữu cho em một đôi chiếc kèn rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, có sao thì em bán như thế. Các bác thích thì em sẽ đấu cho các bác thêm một con tụ để cản chép. Đó, còn hàng về nó như sau thì em bán như vậy. Còn các bác mua tụ xịn thì em tính tiền tụ. Còn các bác chơi tụ thông thường thì em gắn cho bác một đôi tụ vào để cho các bác chơi. Đó. Với mức giá là chỉ có 1.200.000 đồng. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con Tappe siêu đỉnh của Chio. Dòng Chio nổi tiếng, con này có model là KX800 nhé. Một model cực kỳ là đẹp luôn. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái một cái bộ đồng hồ vu của nó đây. Thể hiện rất là sự đẳng cấp mà các bác trưng bày cực kỳ là đẹp. Mà đặc biệt con này nằm rề pau thì chấm hết luôn. Ở đây thì nó có rất nhiều cách chỉnh để cho các bác chỉnh nhé. Con này phải nói là cực kỳ hiện đại. Đấy. Tình trạng thì nó mục dây cun loa thì em sẽ thay dây cun loa sau. Đây này các bác nhìn nhé. Bên máy nó làm đẹp chấm hết luôn. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng rồi. Các bác nhìn nhé. Hệ thống đèn xanh của nó rất là đẹp luôn. Để nó thể hiện cái đèn hồ vu màu xanh, màu đỏ cực kỳ đẹp. Xanh đỏ đầy đủ luôn. Cơ cái của nó thì nó là thuộc đỉnh rồi. Đây các bác nhìn nhé. Nó làm rất là hiện đại luôn.
Đấy. Đầu từ kép titan, dòng này là dòng 3 đầu từ các bác nhé. Đấy, con này là đầu từ kép. Đấy. Dòng 3 đầu từ này. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Đầu kép mạ titan thì nó là châm hết rồi, con này thu phát là rất là đẹp, mà các bác nghe hay trưng bày của nó cũng rất là đỉnh luôn. Dòng Chio này các bác nghỉ nhé, bộ đồng hồ vu nhìn đã là đồ thể hiện sự đẳng cấp rồi, rất là mê mẩn. Các bác nhìn cái đồng hồ vu này liên tưởng đúng như dòng của Acufay, không sai một tí nào luôn nhé các bác nhé. Đấy, nó đúng như kiểu Acufay, đẹp chấm hết luôn, mặt trắng đó, mặt đây bên máy thì nó làm đẹp chấm hết luôn đó. Từ cơ cái này. Và với con tappe của Chio dòng KX800, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 2.200.000 đồng nhé. 2.200.000 đồng, nó có một đường tín hiệu vào, một đường tín hiệu ra. Con này thì cực kỳ hiếm có luôn các bác nhé. Đấy, bởi vì nó rất là đẹp nên là con này thì rất là được ưa chuộng, bởi nó rất là hiếm. Đó, các cơ cái của nó làm thì đẹp thì chấm hết luôn các bác nhé. Đó, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn, đẹp mỹ mãn, toàn bộ em bao zin bao đẹp luôn. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con rề đến từ thương hiệu của Carver, dòng C-15V. Đấy, một con rề rất là đẳng cấp và rất là chất lượng luôn các bác nhìn nhé. Mên máy nó làm đặc xoắn luôn. Đấy, mên máy này nó làm đặc kín luôn. Đấy, thì các bác thể biết là nó thể hiện chất đến cơ độ nào này, từ những IC giải mã xử lý âm thanh này, quá tuyệt vời luôn. Đó. Con này thì nó lại có cả thêm cả cái cổng để cho các bác có thể là cắm equalizer vào đây nhé các bác nhé, rất là tiện để các bác nối equalizer vào đây là ít có nữa. Đó, ở đây là các ngõ ra, dòng này được sản xuất và lắp ráp tại Nhật nhưng mà vẫn là xuất về cho thị trường Mỹ, điện 120V các bác nhé. Đấy, con này là lắp ráp tại Nhật nhưng mà vẫn là xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, cover thì nó chỉ lắp ráp tại Nhật thôi. Đấy, những đời này đời lắp ráp tại Nhật đấy các bác nhé, vẫn là tại Mỹ luôn, USA. Đấy, điện 120V thì các bác đủ hiểu rồi, không cần phải quảng cáo quá nhiều, bởi vì dòng này dòng Mỹ nên là nó làm quá chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, đặc xoắn luôn. Và ở đây thì nó có một cái mặt số nhỏ nhỏ ở đây thì em không thấy nó báo số. Đấy, các bác là tự về điều chỉnh, còn mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Hôm nay em Tuyến xả giá thanh lý cho các bác với mức giá là chỉ có 2.800.000 đồng một con rề của Carver nhé, với mức giá chỉ có 2.800.000 đồng luôn. Đó, các bác nhìn nha, không đâu rẻ hơn mà một con rề gấu như này mà với mức giá chỉ có 2.800.000 đồng. Đấy, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đấy, các bác nhé. Đấy, chỉnh bát chéc nhé, và nó có một cái chỉnh hiệu ứng âm thanh rất là hay luôn các bác nhé. Đó, một cái hiệu ứng chỉnh âm thanh, mà con này có cả nâu nớt đầy đủ này. Đấy, nâu nớt đầy đủ luôn, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn, với mức giá thanh lý chỉ có 2.800.000 đồng. Đó, và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con pau đến từ thương hiệu của Kencrat, một thương hiệu của Nhật nhé. Và sau này nó Kencrat với Chio nó là một, nhưng mà cái con pau này, Kencrat này nó là dòng pau nhưng mà lại xuất âm tụ cực kỳ hiếm có trên thị trường luôn. Đó, con này nó sở hữu cho mình 4 con sò nách nhé, 4 con sò nách. Đấy, 4 con sò nách dòng xuất âm tụ. Đó, đây là 2 quả tụ xuất âm đi các bác nhé, đây là tụ nọc nguồn chính này. Đấy, một trong con pau mà lại xuất âm tụ thì phải nói là tuyệt đỉnh rồi. Riêng chất âm của con này thì nó là mỹ mãn, bởi vì con này nó cũng là thuộc dòng công suất lớn, công suất của nó lên đến 270W. Kencrat mà không, mà công suất mỗi pau không mà nó đã 270W thì các bác đủ hiểu nó khủng đến cỡ độ nào. Đấy, được lắp ráp và sản xuất tại Nhật, Kencrat nhé. Con này có model là GM820. Đấy, GM820 các bác nhé. Ở đây thì nó có 2 ngõ tín hiệu vào và nó có đánh 2 cầu loa A và B. Đấy, 2 cầu loa A và B các bác nhé. Đấy, các bác nhìn rõ nhé. Các cầu loa thì các bác đấu trên một loa và dưới một loa. Đấy, trên một loa và dưới một loa, 2 cầu loa AB. Đó, tình trạng là đẹp mỹ mãn. Con này nó được mạ vàng gold. Đấy, mạ vàng gold rất là đẹp luôn, rất là sang trọng luôn.
Đấy, ở đây thì nó chế độ cầu loa A và B đây các bác nhé. Đấy, các bác đánh cầu A các bác gạt về cầu A, các bác chơi cầu B thì các bác gạt về cầu B. Đấy, công tắc nguồn. Con này thì các bác chỉ thêm cho em một cái rề rẻ tiền nữa là rất là ok luôn và chơi rất là hay. Đặc biệt con này cực kỳ hiếm có luôn các bác nhé. Con này cực kỳ hiếm có luôn, Kenkrat. Mà các bác nhìn nhé, mặt mũi của nó đẹp không một tì vết nào luôn. Em đảm bảo mặt nó không có một tì vết nào luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Dòng suất âm tụ, một con bao mà suất âm tụ thì cực kỳ ít có, bao cổ. Đấy, từ những bộ đèn của nó này làm rất là chất lượng luôn. Và nó đánh 4 sò sắt quả nách. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với lại một con bao Kenkrat mà dòng suất âm tụ. Dòng GM 820 hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 4.500.000 đồng nhá. 4.500.000 đồng cho một con bao Kenkrat đẹp mỹ mãn luôn. Đó. Và tiếp đến em Tuyến lại giới thiệu cho các bác đến một con âm đi đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Dòng này thì dòng C340 các bác nhá, C340. Đó. Con này thì là một model cũng khá là cao cấp. Đấy, C340. Trước em đã từng bán con 304. Nay em bán cho các bác một con C340. Đó, em để cho các bác với một con C340. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi, để các bác nhìn nhé. Mặt không có chảy xước bất kể một chỗ nào luôn. Dòng âm đi đến từ Anh Quốc này, các bác nhìn bên mặt nó làm quá đỉnh luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Con này sở hữu cho mình là 4 con sò quả Toshiba. Đấy, 4 con sò Toshiba. Con này nó lại sở hữu sò Toshiba các bác nhé. Đấy, con này nó có cả cầu chữ U, các bác có thể nằm rề. Riêng nói về rề Anh Quốc thì nó là tuyệt đỉnh rồi, đánh tiếng rất là sạch mà hay. Đấy, có cả cầu chữ U để cho các bác nằm rề. Con này được sản xuất tại London, Anh Quốc. Đó, nó sử dụng tại thị trường Anh nên là điện của nó là 230V các bác nhé, 230V. Đấy, nó sản xuất và nó chỉ sử dụng ở trong nước của nó thôi. Đấy, điện của nó 230V. Con này thì trở kháng đánh từ 4 ohm trở lên. Và con này nó là 1,15. Đấy. À, thì đây em sẽ nhân cho các bác để nó ra công suất. Đây, em sẽ nhân luôn cho các bác nhé. 230 nhân với này 1,15. Con này nó là 264W. Đấy, con này cho công suất là 264W nhé các bác nhé. Đó, các bác lấy dòng và nhân với lại hiệu điện thế đấy thì nó ra công suất đấy, nó là 264W, quá chất lượng luôn, hầu như đánh không biết kén một dòng loa nào, tình trạng là đẹp xuất sắc rồi, hàng bãi về đẹp keng luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Và con này thì đánh được rất là nhiều dòng loa, không biết kén mọi loa nào, mà đặc biệt các bác chơi những dòng loa Anh, loa Tannoy hay là những dòng loa BGV kép thì nó đã chấm hết luôn. Đấy, đồ Anh Quốc đánh thì chưa bao giờ các bác thất vọng với nó được. Đấy, dòng NAD, núm xanh đặc trưng của thằng Anh Quốc với tình trạng đẹp xuất sắc. Và em Tuyến cũng báo giá luôn, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 3.900.000 đồng cho một con NAD C340 đẹp mỹ mãn luôn, với mức giá chỉ có 3.900.000 đồng các bác nhé. Đấy, 3.900.000 đồng cho một con âm đi đến từ thương hiệu của Anh Quốc đẹp mỹ mãn, một model đời rất là cao luôn, C340. Đó, và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau đến từ thương hiệu của Mỹ, dòng KBA-100. Con KBA-100 này thì nó là thuộc về quả quân đội các bác nhé. Đấy, dòng này chuyên sản xuất về cho chuyên sản xuất radar về, và dòng Pau này nó hầu như không có bán ra thị trường. Đấy, con này nó sở hữu cho mình là 8 sò Motorola. Toàn bộ những cái tụ này các bác thường thấy như ở trong những dòng âm ly cao cấp như âm ly đèn nhé các bác nhé. Đồ của nó là làm chấm hết luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Đó, rất là chất lượng luôn. Đây các bác nhìn này. Con này thì trở kháng đánh từ 4 cho đến 32 ohm. Dòng này. Đấy, dòng này là dòng được sản xuất tại Mỹ, Made in USA các bác nhé. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đó, được nắp ráp tại quân đội của Mỹ nắp ráp nhé. Con này không có bán ra thị trường. Đấy, hầu như không có để bán phổ thông ra thị trường nên là cực kỳ hiếm có.
Đấy, các bác nhìn đây, đấy thông số của nó đây, cực kỳ là đẹp luôn, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Và con này cho công suất lên đến 900W các bác nhé, 900W. Công suất an loa là mỗi một kênh của nó là 4 ôm là cho công suất lên đến 350W một kênh. Đấy, 350W một kênh thì các bác đủ hiểu. Chơi rất là chất lượng các bác nhìn nhé. Riêng bộ tụ của nó này, các bác nhìn bốn quả tụ như bốn non bia sừng sững luôn này. Nhìn rất là đã luôn. Mà những cái đồ dây rợn của cổ của nó, con này thì nó thuộc dòng cổ của điển các bác nhé, nên là nó làm rất là chất lượng luôn. Của hãng quân đội của Mỹ lắp ráp thì nó đỉnh đến cỡ độ nào rồi, đẹp mỹ mãn luôn. Các bác có thể tham khảo trên thị trường thì các bác biết. Dòng KBA này chất âm nó cực kỳ ngọt ngào. Mà em đảm bảo với những con Pau KBA trừ 100 này, các bác mua cho em những con Pau 4-50 triệu chưa chắc đã ăn lại nó các bác nhé. Đấy, con này phải nói cực kỳ nổi tiếng và cho chất âm cực kỳ hay luôn, rất là sạch, rất là hay. Các bác chỉ ghép cho em một con rề rẻ tiền nữa thì các bác chơi được một cái chất âm cực kỳ hiếm có luôn. Đó, dòng chuyên sản xuất radar của Mỹ lắp ráp thì các bác đủ hiểu. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn, hàng Mỹ nòi luôn, cực kỳ hiếm có luôn. Và với dòng KBA trừ 100, con này này, tại thị trường con này đang bán lúc nào cũng mười mấy đến 20 triệu. Nhưng hôm nay em tiến xả giá để cho các bác với một con Pau cực kỳ hiếm có của Mỹ với mức giá là chỉ có 9 triệu 800 nghìn đồng nhé. Em để cho các bác với mức giá chỉ có 9 triệu 800 nghìn đồng cho một con KBA trừ 100, có cho một cái chất âm cực kỳ hiếm có luôn. Toàn bộ em bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhé, sò Motorola này. Đấy, sò xịn nguyên bản zin theo máy luôn các bác nhé. Đấy, zin theo máy luôn, sò Motorola này. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn, với mức giá là chỉ có 9 triệu 800 nghìn đồng cho một con Pau siêu khủng luôn. Đó, mà các bác chơi những con Pau này thì mà em nói luôn là cực kỳ là đỉnh luôn. Đấy, cực kỳ là đỉnh luôn, đồ Mỹ thì chưa bao giờ làm các bác thất vọng bao giờ. Đấy. Và tiếp theo em tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni đèn dòng siêu đẹp luôn. Con này dòng Octaver, đến hàng được mang từ Đức về các bác nhé. Đấy, các bác nhìn từ hồi gỗ này, đẹp mỹ mãn luôn này. Đấy, các bác nhìn nhé, hai hồi gỗ hai bên rất là đẹp và rất là sang chảnh luôn. Dòng Octaver, đấy, toàn bộ này, bóng này. Riêng bộ bóng của nó là sử dụng bóng của Max Intoc các bác nhé. Đấy, bộ bóng cái này là bóng của Max Intoc. Đấy, hàng bóng của Mỹ luôn nhé, một trong những bóng thương hiệu của Mỹ. Và ngay cả bóng Tung Sơn này cũng là một thương hiệu của Mỹ, được lắp ráp và sản xuất tại Nga. Và cái những dòng bóng Max Intoc này cũng vậy, nó là đều là bây giờ những bóng đời cao thì hầu như nó đều lắp ráp tại Nga, nhưng mà nó là của hãng luôn các bác nhé. Đấy, Max Intoc thì nó quá nổi tiếng rồi. Đấy, quá nổi tiếng rồi. Đấy, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, dòng KT88. Đấy, ở đây nó sử dụng bóng Tung Sơn và nó có này nó chạy mạch SE nên là nó sử dụng bóng nắn. Đấy, ở đây là nó sở hữu hai bóng nắn, bốn bóng KT88 và bóng 6SN7. Đấy, toàn bộ bóng này, bóng của Nga với này, toàn bộ bóng của Nga mà một trong những bóng thương hiệu của Mỹ. Đấy, Max Intoc, những bóng này thì nó là thuộc top đỉnh rồi. Liên bộ bóng này đang giá tiền chục rồi. Đấy, dòng Octaver, con này được lắp ráp và sản xuất tại Đức. Đấy, điện của nó là 220V các bác nhé. Đấy, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Và chơi những con này thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn. Chất âm đặc trưng của châu Âu nên là nó làm rất là tuyệt vời luôn. Đấy, từ bộ núm niếc này nó làm rất là đẹp luôn, rất là sang chảnh luôn. Các bác chơi bộ KT88 với tình trạng là đẹp xuất sắc. Đấy, con này những dòng chạy mạch SE này thì công suất nó cho là tầm 25W các bác nhé, 25W một kênh. Đấy, 25W một kênh, thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa, hầu như không biết kén một loại loa nào. Mà chơi những con này thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Size của nó rất là to luôn các bác nhé, size của nó là 4 mấy luôn. Đấy, size của nó là con này thì cỡ nó khoảng độ 44-45 gì đấy. Đẹp mỹ mãn luôn này các bác nhìn nhé, cực kỳ đẹp và rất là chất. Chạy bóng KT88 mạch SE thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đó, toàn bộ bóng này các bác nghe hay, trưng bày rất là đẹp. Những các bác chơi những độ đèn này thì nó là mỹ mãn rồi. Đây, ở đây thì nó có hai ngõ tín hiệu vào, mạch ngõ tín
1 và ngõ 2. Đây các bác nhé, em sẽ đo luôn. Con này nó là size 45,5 các bác nhé, 45,5. Đấy. Nó sử dụng khung bằng inox nên là nó rất sáng bóng, rất là đẹp luôn các bác nhé. Khung của nó inox. Đấy, khung bóng inox rất là đẹp luôn. Nhìn đã thấy đã mắt rồi. Đấy, toàn bộ là đẹp xuất sắc luôn. Và âm ly đèn thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đấy. Ở đây thì nó có cầu từ trung và 48 và 16 thì các bác cứ chơi cọc 8 này cho em. Đấy. 46 thì các bác chơi cọc giữa và từ 8 ôm trở lên thì các bác chơi cọc ngoài. Đấy, rất là tiện để cho các bác chơi nhé các bác nhé. Đó. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì con này nó sở hữu cho mình là 5 biến áp, 1 biến áp nguồn chính và 2 biến áp xuất âm, và ở trong này nó sở hữu cho mình 2 biến áp nắm. Rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn, với một con âm ly đèn dòng Octaver hàng về từ Đức. Đấy. Thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 21 triệu đồng nhé. 21 triệu đồng cho bộ âm ly đèn này. Đấy. Với mức giá chỉ có 21 triệu đồng cho bác. Các bác chơi một bộ âm ly đèn chạy mạch SE 4 bóng KT88 của Max Intoc. Đó, 4 bóng KT88 của Max Intoc luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Con này chơi thì cực kỳ phê. Với mức giá chỉ có 21 triệu đồng. Đó. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con huyền thoại. Mà nói chung là từ bao nhiêu, từ thời nó ra cho đến bây giờ luôn luôn nó đã là tuyệt đỉnh rồi, mà chưa bao giờ nó làm mọi người thất vọng. Đó là dòng Sansui 9090DB. Đây. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đây, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đó, ở đây thì nó sở hữu cho mình hai đồng hồ vu. Đấy, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Dòng này là dòng sassi vàng. Đây, em cho các bác nhìn luôn nhé. Toàn bộ sassi màu vàng luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn bên máy này. Nó là chấm hết rồi, sassi vàng chóe luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy. Ở đây nó có cả cầu chữ U để cho các bác nằm rề. Nắm bao rất là tiện. Dòng này thì quá nổi tiếng, không cần phải quảng cáo rồi. Con này nó sở hữu cho mình là 8 sò Toshiba chữ đỏ zin nguyên bản theo máy luôn các bác nhé. Đấy, toàn bộ đẹp xuất sắc luôn. Mà những con này vì mọi thời đại lúc nào nó cũng là hot, từ xưa đến nay chưa bao giờ nó làm cho các bác thất vọng về chất âm của nó cả. Đó. Mà đặc biệt là 9090DB này thì các bác chơi những dòng loa Pioneer thì không thể thiếu những dòng này này. Đấy, tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, toàn bộ là đẹp xuất sắc. Đấy. Ba cầu loa ABC các bác nhé, con này đánh ba cầu loa ABC. Con này công suất thì nó ghi là 435W. Đó, nhưng mà công suất ra loa thì cũng cực kỳ lớn luôn. Đấy. Với con âm ly 9090DB thì chưa bao giờ làm các bác thất vọng rồi. Đó. Các bác nhìn kỹ luôn nhé. Đấy, em quay rất là từ từ. Đây thì nó mất một cái vết lông mèo nho nhỏ ở bên cạnh này, một cái vết lông mèo hơi nhỏ thôi. Đấy. Thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá, hôm nay em Tuyến để cho các bác với một con 9090DB đẹp mỹ mãn như này. Đấy. Có sao thì em nói rõ luôn. Thì hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá chỉ có 42 triệu đồng nhé. 42 triệu đồng cho một con âm ly 9090DB. Đấy, vỏ gỗ đẹp xuất sắc rồi. Vì những con này thì không có gì điểm gì để các bác phải chê. Đấy, mà chơi hay bày đẹp. Đó, các bác chơi những con này thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Dòng sassi vàng nhé. Con này thì nó có đời sassi trắng và đời này đời sassi vàng. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. 9090DB. Đó, với mức giá hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 42 triệu đồng cho một con 9090DB. Đấy. Các bác có thể tham khảo thoải mái để cho các bác có thể đỡ phải lăn tăn. Em bao zin tuyệt đối luôn. Đấy. Từ bên vỉ của nó sò xanh đen này, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản thôi. Đấy, bên vỉ của nó thì làm toàn bộ là chấm hết. Radio rất hoạt động hoàn hảo, dòng 9090DB. Đấy, chỉ có từ đẹp hết nước chấm thôi. Với mức giá là chỉ có 42 triệu đồng. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến hai đôi loa, một đôi JBL và một đôi Pioneer. Đấy, với tình trạng là đẹp xuất sắc. Con này thì phải nói là cực kỳ hiếm có nhé. Dòng này là dòng 120 của JBL TI. Đấy, model 120 TI. Đấy, con này được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ, JBL Made in California USA.
đấy. Đây, toàn bộ đây. Con này là trở kháng đánh từ 8 ôm các bác nhé. Ở đây thì nó có cái điều chỉnh giải tần cao và thấp. Đấy, cao và thấp cho giải check và giải chung. Đấy, cao và thấp và giải check và giải chung. Dòng này nó là một dòng phiên bản nâng cấp của Century. Nên là nói về những đời này, em đảm bảo nếu mà các bác nghe những đời này, em đảm bảo nó nói về chất âm còn hay hơn là so với lại nghe Century rất là nhiều luôn các bác nhé. Đấy, dòng này nó là chét của nó là chét titan. Đấy, chung thì nó là sử dụng màng carbon. Đấy, và bát của nó đây. Đấy, con này bát cho chất âm rất là hay. Và đây là lỗ thông hơi. Con này thì nó toàn bộ vỏ nó được là vỏ gỗ nặng 100% luôn các bác nhé. Đấy, vỏ gỗ nặng đây. Đẹp mỹ mãn luôn. JBN con này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Em đảm bảo là cực kỳ nổi tiếng về chất âm. Đó. Con này nó còn dễ phối ghép hơn là so với này Century. Đấy. Con này thì nói về chất âm thì nó dễ ghép hơn cả Century. Toàn bộ căng lưới, toàn bộ là loa tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Con này thì tình trạng thì nguyên bản thì những đời này thì về nó đều là cân mút nó đều mục 100%. Đấy, con này nếu mà nói về chất bát của nó hay hơn Century, bởi vì Century nó là gân xếp. Còn con này nó là gân mút bình thường nhá, nên là cái độ nảy của nó là nó sẽ nảy hơn so với lại Century, bát nó sẽ trầm ấm hơn rất là nhiều. Và với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, em bao zin tuyệt đối luôn cho các bác nhé. Đấy, con này phải nói là tình trạng đẹp xuất sắc, không một tì vết nào luôn. Đấy, cạnh loa này đẹp mỹ mãn luôn, dòng này thì quá nổi tiếng rồi. Và hôm nay em Tiến cũng báo giá luôn với một đôi JBN sở hữu cho mình một bát 30, một chung carbon, một chép titan của JBN. Đấy, hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 26 triệu đồng nhé. 26 triệu đồng cho đôi Pioneer 120 Ti. Đấy, 120 Ti đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Dòng 120 Ti đẹp xuất sắc luôn. Đó. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một đôi loa, con này đôi này có thể nói là tuyệt đỉnh của Pioneer. Dòng Pioneer SI9. Đấy, con này với thiết kế cho mình là một bát 30 và một cũng là một chép một chung titan và một chép điện. Đấy, con này phải cực kỳ là hiếm có luôn mà tình trạng nó đẹp mỹ mãn như thế này. Mà nếu mà nói về dòng I9, nếu mà các bác đã biết chơi dòng I9, cái chất bát nó còn hay hơn so với lại 180A rất là nhiều. Mà em chưa thấy đôi loa nào mà về với tình trạng nó mới như này. Đấy, hầu như kia bên nước ngoài nó chưa sử dụng hay sao mà nó mới dã man luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, đôi màng bát của nó đây. Đấy, một màng bát còn nguyên màu xanh tím luôn các bác nhé, màu xanh tím. Đấy, các bác nhìn nhé, màu xanh tím luôn. Mà nó đẹp, mỹ mãn luôn. Tình trạng thì em những dòng này thì không bao giờ còn gân zin. Em đảm bảo là không bao giờ còn gân zin. Về em cho thay gân nhé. Bên em về bắt đầu về cho thay gân, đẹp mỹ mãn luôn. Em thay cho thợ thay như zin luôn nhé các bác nhé. Đấy, không khác gì. Mà đây các bác nhìn nhé, từ bộ vỏ thùng của nó này, đẹp không một tí vết nào luôn. Đấy, đẹp mỹ mãn, không khác gì nào chưa sử dụng ở nước ngoài luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, nó mới mỹ mãn luôn. Em sẽ quay để đằng sau để cho các bác xem. Một đôi SI9. Đôi này thì quá nổi tiếng rồi. Để dành cho các bác sưu tầm một đôi loa đẹp như này. Đấy, xứng đáng cho các bác để cho các bác sưu tầm một đôi loa đẹp và nghe hay. Đây, em sẽ quay luôn ở đằng sau cho các bác để cho các bác xem. Tình trạng thì đẹp mỹ mãn. Đây, các bác nhìn nhé. Đẹp mỹ mãn. Con này thì một kênh R và một kênh N nhé. Đấy. Dòng này thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đó. Con này thì công suất là 180W và ôm thì nó là 6,3 ôm. Đấy. Nên là nói về chất bát con này nó đánh bát hay hơn 180A rất là nhiều luôn. Mà nó xứng đáng để sưu tầm luôn cho các bác nhé. Đẹp mỹ mãn, không một tí vết nào, cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn xem độ đẹp của nó thì chấm hết rồi. Với mức giá là em Tuyến để cho các bác hôm nay để cho các bác để một cái mức giá để cho các bác sưu tầm một đôi loa siêu đẹp luôn mà rất là khủng, là đôi SI9. Đôi này nếu mà như ngày trước thì em đang bán với giá 26-27 triệu. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá một đôi loa để cho các bác sưu tầm đẹp mỹ mãn, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 22 triệu đồng nhé. 22 triệu đồng cho một đôi loa phải nói là đỉnh qua đỉnh luôn. Đẹp một không một tí vết nào để cho các bác sưu tầm một đôi loa siêu đẹp như này. Đấy, thiết kế rất là đối xứng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Với mức giá là chỉ có 22 triệu đồng cho một đôi loa đẹp.
Và mọi chi tiết mua hàng thì các bác liên hệ cho em theo số điện thoại của em là 0917838969, địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và các bác mua hàng bên em đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác nhé. Đấy, các bác trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10%. Đấy. Các nơi khác này yêu cầu là 20-30%, nhưng mà với em Tuyến chỉ cần các bác cọc cho em 10% giá trị sản phẩm. Đấy, còn những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500.000 đồng. Và toàn bộ giá em Tuyến nói luôn là không bao gồm phí vận chuyển. Đó. Và các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.